shop nhạc cụ Roland Thiên Tài. Xin chào quý khách, quý anh chị, em khách hàng xa gần đã trở lại với shop cũng như là kênh YouTube Roland Viron Thiên Tài. Thì trên kênh YouTube cũng như là Facebook, uh, trên fanpage em chuyên review các mặt hàng về nhạc cụ cũng như là demo các mặt hàng về những liên quan tới nhạc cụ cũng như là âm thanh. Uh, thì uh, hôm nay trước mặt quý anh chị đây là một dòng loa, uh, một dòng loa SBT được nhập khẩu từ Italy. Thì đây là dòng loa dành cho các sân khấu chuyên nghiệp. Để chúng ta lắp đặt hát karaoke tại nhà thì quá tuyệt vời nha anh chị. Trước mặt của anh chị đây là một vài sản phẩm loa FBT Italy. À, em xin giới thiệu một vài model sản phẩm gửi tới của anh chị đó là FBT Gmax 110A. Đây là chiếc FBT Gmax 110A được nhập khẩu từ Italy à, Tiếp theo đó là một dòng à, sản phẩm tiếp theo đó là FPT ROMAC 110A thì à, dòng à, FPT à, ROMAC 110A đây, dòng này thì à, đỉnh hơn dòng phía à, trời này một tí với quý anh chị ha thì đây là dòng FPT ROMAC cũng được thuộc dạng là dòng rất là cao cấp trong à, dòng FPT thì à, chiếc FPT ROMAC 110A này cũng được nhập khẩu từ Italy À, tiếp theo đó là một chiếc FPT Stymat 12MA Đây là dòng mà chuyên monitor à, Cũng như, được nhập khẩu từ Italy à, Tiếp theo đó là chiếc FPT G5A Cũng được nhập khẩu từ Italy Thì à, dòng FPT G5A này à, phù hợp với chúng ta à, Nghe nhạc cũng như là vẫn có thể hát được Tuy nhiên thì chiếc lo fptg 5A này à, hơi nhỏ một tí nha nhung nhau quý anh chị nhưng vẫn có thể đáp ứng được uh, nhu cầu khi chúng ta hát vì uh, lo thì nhỏ nhưng mà công suất thì rất là khủng công suất rất là lớn à, tiếp theo đó là một chiếc fptg 8A à, thì đây là một dòng uh, sản phẩm fptg 8A cũng được nhập khẩu từ Italy. các hộ gia đình thì chúng ta khi chúng ta có nhu cầu lắp đặt hệ thống âm thanh karaoke gia đình với loa FPT như thế này thì chúng ta sẽ lắp một cặp G8 hoặc là một cặp G-Max 110A cũng như là một chiếc Romax 110A là trong các hộ gia đình là chúng ta đã đủ nghe rồi nha quý anh chị. Thì em xin được giới thiệu tới quý anh chị một vài dòng sản phẩm lo FPT thì uh, shop em uh, cập nhật một ít để một vài dòng sản phẩm cũng như là một ít sản phẩm để phục vụ của quý anh chị có nhu cầu chúng ta sử dụng uh, hệ thống lo FPT à, uh, từ shop em mang lại cũng như là gửi tới quý anh chị xa gần uh, số điện thoại để anh chị liên hệ mua hàng 0386 282 707 địa chỉ Tân Lập Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận Đây là phần thông tin uh, kỹ thuật của dòng loa FPT Ro uh, Romax 110 a uh, loa thì nhỏ nhưng mà công suất rất là khủng nhau quý anh chị thì uh, những uh, đây là dòng loa dành cho các sân khấu chuyên nghiệp uh, cho nên là quý anh chị các hộ gia đình khi chúng ta sử dụng những dòng loa này rồi thì chúng ta không cần phải phân tâm cũng như là phân vân về các dòng loa này nha đây là một sự lựa chọn cho các hộ gia đình để lắp đặt hệ thống âm thanh hát karaoke gia đình tại nhà à, Shop em cập nhật các dòng loa fpt rất là nhiều tuy nhiên thì em chỉ lấy ra một vài mẫu fpt để review cũng như là sau đó em sẽ inbox một vài chiếc loa cho anh chị em cùng xem về cái mẫu loa này cũng như là chi tiết hơn Cận cảnh hơn về cái dòng loa này Để cho anh chị em chúng ta cùng xem Cũng như là được trải nghiệm à, Quý anh chị có xa gần Quý anh chị em xa gần Chúng ta có nhu cầu à, muốn nghe thử Cũng như là trải nghiệm về các dòng loa FPT này Thì cứ inbox cho bên shop em nha Chúng ta sẽ nghe thử tại shop của em à, Về một vài dòng sản phẩm Được demo tại shop Thì chúng ta nghe thử Chúng ta có ưng ý Thì chúng ta sẽ lựa chọn cái dòng loa này Để chúng ta chơi tại nhà thì đây là một cặp FPT uh, Gym Đây là một cặp FPT Stamart, một uh, FPT StainMask 12MA Đây Đây là một dòng sản phẩm uh, sắp em đang demo Để cho anh chị em nghe thử Thì đây là chiếc thùng của FPT uh, stymat nào quý anh chị đó. Chiếc lo mà vừa rồi uh, em đã quay uh, Để cho anh chị em cùng xem Thì đó là chiếc thùng của nó Còn đây là chiếc FPT g 5 Đây là FPT g 5 a được nhập khẩu từ Italy anh chị em muốn trải nghiệm muốn trải nghiệm về các dòng loa FPT thì cứ đến shop của em địa chỉ như sau địa chỉ Tân Lập Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận ngoài hệ thống âm thanh ra ngoài hệ thống âm thanh FPT ra ngoài âm thanh ra thì bên em có đầy đủ các mặt hàng về nhạc cụ À, từ nhạc cụ chống gõ bo tamburin đàn guitar piano cơ hoặc là piano điện thì bên shop em vẫn đều có đủ để phục vụ cho quý anh chị à, quý anh chị có nhu cầu à, sử dụng à, micro xịn hơn à, những dòng micro xịn cũng như là cũng như là những chiếc máy đếm nhịp à, dành cho các buổi tập của chúng ta được à, bền vững hơn thì đây là chống gõ bo à, kèm theo đó là à, vài bộ virum để phục vụ cho anh chị từ à, dòng cao cấp cho tới dòng vừa chi phí thì anh chị cứ inbox cho bên em bên em sẽ báo giá từng sản phẩm cho anh chị em chúng ta cùng xem cũng như là được tham khảo và biết thêm được nhiều về chi tiết các à, à, bộ virum cũng như là đàn đây là một cây à, piano điện Roland db 90 mươi xe một vài dòng sản phẩm guitar à, đầy đủ các à, sản phẩm về guitar để cho anh chị em chúng ta nhu cầu của chúng ta tới đâu thì chúng ta sẽ sử dụng và lựa chọn những dòng sản phẩm vừa tầm chi phí để chúng ta được sở hữu và đam mê sở hữu đam mê luôn nha anh chị. Ngoài ra đó bên em có những thiết bị phát bluetooth à, thiết bị phát bluetooth để cho anh chị chúng ta cùng à, dùng những chiếc loa không có bluetooth hoặc là những bộ phận âm thanh nào đó chúng ta cần những chiếc bluetooth để chúng ta phát kết nối bluetooth không dây thì bên em vẫn có để phục vụ cho quý anh chị đây là chiếc bluetooth ledtechnic đây là dòng sản phẩm được nhập khẩu từ anh à, trung quốc làm ha anh chị ha thì đây là một dòng sản phẩm ledtechnic phát bluetooth rất là cao cấp có thể nói đây là dòng phát bluetooth hoàn hảo nhất cho tới quý mang tới cho quý khách rồi đây là cục bluetooth chúng ta nhìn uh, chi tiết là chúng ta cũng đã biết được uh, sự hoàn thiện cũng như là sự chuyên nghiệp của dòng uh, led uh, mang lại tới quý anh chị để chúng ta có một kết nối ổn định hơn thì uh, những thiết bị bluetooth như thế này anh chị chúng ta chỉ việc kết hợp với lại mixer và chúng ta cắm vào đường mở nhạc và chúng ta phát qua cái bluetooth này sau đó chúng ta dùng điện thoại để chúng ta kết nối bluetooth là chúng ta phát vào phần âm thanh thôi nha anh chị à, anh chị em có đam mê các bộ môn nhạc cụ thì cứ inbox cho bên em vì bên shop em có đầy đủ mặt hàng nhạc cụ để phục vụ cho quý anh chị à, chúng ta cùng quay lại về dòng loa FPT thì à, các hộ gia đình có nhu cầu lắp đặt hệ thống FPT Lo FPT để hát karaoke gia đình Inbox cho bên em Bên em sẽ tư vấn cũng như là Hỗ trợ quý anh chị hết mức Để cho quý anh chị được uh, uh, Cũng như là Biết về dòng lo FPT này nhiều hơn Từ shop em mang tới Quý khách Chúng ta cùng mà xem chi tiết cận cảnh lại Về dòng lo FPT uh, Sau đó em sẽ Inbox review một vài uh, khui hợp một vài dòng loa FPT cho anh chị em chúng ta cùng xem. Bye bye, hẹn gặp lại anh chị em trong những clip review cũng như là demo các mặt hàng nhạc cụ từ shop nhạc cụ Roland thiên tài mang tới cho quý anh chị. Bye bye, hẹn gặp lại anh chị trong những clip review tiếp theo. Anh chị em đừng quên đăng ký kênh YouTube Roland Virom thiên tài cũng như là theo dõi trang fanpage thiên tài trên fanpage cũng như là trên youtube em chuyên về các mặt hàng nhạc cụ demo cũng như là inbox các mặt hàng về sản phẩm những sản phẩm mới nhất mang tới cho quý anh chị bye bye hẹn gặp lại anh chị em trong những clip review tiếp theo bye bye